Chào các bạn, các cháu. Hôm nay tôi rất vui được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi chia sẻ về trải nghiệm về trồng cây bông giấy dâm cành rồi các bạn, các cháu. Mấy cây bông giấy này tôi dâm cành cũng được khoảng 2 tháng rồi các bạn, các cháu. Nó ra rễ rồi. 2 tháng rồi nó ra tuột dài cỡ vậy, rễ nó ra rồi, khá rồi các bạn, các cháu. Giờ mình tôi bứng ra tôi trồng trong chậu mới nữa bạn cháu. Em đi ra rễ rồi giờ bứng trồng trong chậu chia sẻ cùng các bạn nha. Cái này nó nằm dưới thôi, mình cắt bỏ đi. Cắt bỏ đi để lên 2 nhánh trên thôi, để nó chừng 3-4 mắt thôi mình trồng. Mình cắt như vậy là nó nhảy nhảy chuột ngay chỗ này là mấy nách lá này các bạn, cho nó ra rễ rồi. Cắt bỏ nhánh rồi bỏ luôn, một hai ba hai bốn ba mắt lá mình bỏ, 4 mắt lá cũng được, trồng cho nó đỡ mất sức các bạn. Các cháu ra rễ cũng khá rồi. Cái này ra rễ dài, nó mạnh. Rồi trồng rồi quấn rồi, cắt bớt. Cái này để ngọn nó để uống các bạn, tôi không có cắt, cắt cái ngọn để uống. Cắt bớt rồi nó cũng không mất sức bao nhiêu. Ngắn lại cái này, ngoài mấy chậu bông giấy này lúc trước tôi dâm giá thể gồm một sữa dừa với một lo trấu các bạn, chỉ dâm vậy thôi các bạn. Nó lên mạnh, nó có lo trấu rồi nó xốp đất mà nó hút nước nữa làm cho ráo, nó dễ lên hơn, dễ đâm chồi vậy nó rễ luôn. Trồng trước
này. Trồng rồi để trong mát một tuần lễ các bạn, để cho nó ra rễ, nó ăn vô đất chậu rồi mình mới đem ra nắng. Chứ mà mới trồng để nó nắng liền thì nó héo, nó mất sức, nó lâu hồi phục. Rồi mình để trong mát trước, khi là cái rễ mà nó ra mà nó ăn vô đất thì mình đem ra nắng. Còn mới trồng mình đem ra nắng liền nó chịu không nổi đó, nó héo, mất sức. Trồng xong chừng ba bữa mình quậy phân dynamit ở Úc, mình tưới vừa đủ cho nó mau ăn phân, nó mau phát triển các bạn các cháu. Nó lại dài. Để giờ mình cắt bớt cũng được. Để cho nó ăn mạnh cũng được. Cắt bớt để đi. Trồng chỗ cái bãi trồng này nó hơi chật, thao tác nó không có được linh hoạt lắm các bạn các cháu, tôi thông cảm nha. Trồng nó hơi chậm. Mình dâm như vậy mình thấy rễ mà nó ra già rồi đó thì mình lo mình trồng. Đừng để lâu quá là nó chen với nhau, nó không đủ dinh dưỡng mà nó cũng chậm, chậm lớn nữa. Trồng ra đây thì ra vậy thì mình chăm sóc, mình tưới phân rồi nó mau phát triển. Lúc đó mình tạo dáng cho nó từ từ các bạn, các cháu. Vậy là trồng được một số cây rồi các bạn chắc. Ừ.
ốc cũng hay ăn con giấy, ăn cái đọt cái nó vừa lên đọt mà để ốc ăn rồi nó mất sức cái cây bông giấy, mất sức cái cành bông giấy. Như cái chậu này ốc nó đang đeo rồi không để ý, nó ăn cái đọt mà mới dâm mà nó ăn cái đọt là cái như cái cành dâm nó mất sức, có khi nó chết luôn nó không lên. Cành này lớn cỡ cổ tay rồi, nó lên rồi các bạn, nó cũng lên rồi, dâm riêng. Để đây nay mai sang cái, vô cái chậu lớn, chậu xi măng trồng dâm. Dâm trong chậu này nó cũng đã để cũng cắt. Mới trồng giá thể để cho nó ráo, đừng có ẩm quá nha các bạn, ẩm quá nó thúi rễ, con giấy ráo ráo là được rồi. Giá thể trồng ráo ráo là được rồi. Tôi trồng cái này là một đất, một tro trấu, một xương dừa, một vỏ trấu, tỷ lệ 1:1 các bạn. Và giá thể là để dắt nó đủ ẩm này rồi, đừng có đọng nước, đừng có nhiều nước, nước mới trồng nhiều nước hư rễ, trồng nó ráo, giá thể nó ráo thôi, rồi để trong mát thời gian chừng từng lễ rồi đem ra nắng, khi mà rễ nó ra nó ăn được trong đất rồi đó, đất chậu rồi đó, rồi đem ra nắng cây con giấy nó mới chịu, nó không có mất sức. Còn mà trồng mà để nắng gấp quá đó nó héo rồi nó mất sức cây con giấy, nó lâu hồi phục. Còn mình trồng rồi cây con giấy nó không bị héo mà nó tươi luôn á, thì cây con giấy mau phát triển. Chia sẻ với các bạn về cách trồng cây bông giấy của tôi đến các bạn nha các bạn. Các bạn xem video tham khảo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn các cháu. Hẹn gặp lại các bạn các cháu video khác nha. Xin chào.